Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Hôm nay mình trồng cây zucchini hay còn gọi là cây bí ngòi. Cái này, cái giống của nó có loại màu xanh và có loại màu vàng. Và cái mùa mà mình trồng á là thường là đầu mùa xuân. Với một cái nữa là khoảng giữa mùa hè là mình gieo cũng được nữa. Nhưng mà các bạn ở vùng mà hơi lạnh đó thì mình nhìn nhiệt độ mà khoảng chừng 60 độ F trở lên. Nếu mà tính độ C là khoảng 16 độ C trở lên á thì lúc đó là mình gieo được rồi nha các bạn. Nhưng mà nếu như trời lạnh quá thì mình gieo ở trong nhà trong cái hộp nhỏ nhỏ, xong rồi trời ấm áp đủ nhiệt độ thì mình mới đem ra ngoài mình trồng thì cây nó sẽ khỏe hơn ha. Gieo hạt nó cũng giống như là dưa leo đồ vậy đó, thì mình gieo nó mình cần ngâm cũng được, không cần ngâm cũng được, mình gieo trực tiếp xuống đất luôn. Cái chậu này á, là mi có đục lỗ ở dưới rất là nhiều cho nó thoáng, mình không có giữ nước. Chậu bên này cũng giống nhau ha, đục lỗ phía dưới đáy luôn chứ không có đục lỗ bên hông nha. Xong rồi mình cho sỏi nè, sỏi bạn có to to chút thì càng tốt, nó không có bị chảy á. Mình để khoảng chừng hai chén, hai chén sỏi. Xong rồi mình cho đất vô. Mình mua potting mix mình về mình trồng thì cũng rất là tốt luôn nha các bạn. Mình trồng cái này thì ở trong chậu hay dưới đất đều được. Đất này là vừa rồi mi lấy đất ở nhà mi pha. Giống như cái video ở trước là cái video số 359 là tận dụng đất nhà để mình trồng, để mình trộn, để mình sang những cái chậu giống như là rau thơm, rau răm, rau tía tô. Còn bây giờ thì mình trồng cây zucchini này, cây bí ngòi này thì mi pha thêm nữa là khoảng một phần peat moss thêm nữa để cho nó giữ ẩm, thêm hai phần perlite hoặc là vermiculite cho nó tơi xốp nhiều, đất nó nhẹ thì mình trồng cái cây này mới được nha các bạn. Đất nặng quá thì mình trồng vẫn được nhưng mà nó thích đất nhẹ và cũng có dinh dưỡng nhiều và đất rất là tơi xốp. Nếu mà các bạn trồng giống như rau thơm, rau húng lủi thì mình không cần cho, mình ngâm rễ rồi mình ghim vô luôn à. Nhưng mà mình trồng dưa leo hay là zucchini nè, bí ngòi của mình nè, thì mình phải phải cần cho nó tơi xốp hơn nữa, với nó cái chậu nó giữ nước á. Mi nói rõ các bạn, phân bò là mình mua mình để, mình mua về là mình mở cái bịch ra mình để cho nó thoáng, lâu lâu thì mình tưới nước lên nó dễ mà nó làm cho mát cái phân bò lại, nó không có bị nóng. Và mình để lâu, phân bò hoặc phân gà cũng vậy, mình để lâu thì khi mình bón phân nó tốt mà nó không bị nóng. Còn các bạn mua về giống như chỉ vài ngày hay gì là mình đem mình làm liền thì nó rất là nóng nha các bạn. Mình trộn cho cái đất nó đều nha, nó không có đều là nó cũng không được tốt. Mình cho nước vô trước đã cho nó thấm, để peat moss gì nó chậm thấm nước lắm. Rồi mình cho vô chậu ha. Cái này nè là mi không có gieo, mình gieo thì giống như dưa leo vậy nha các bạn, mình cũng để giống mình lên mình gieo. Còn cái này á là bữa đi nay đi nay sen á, thấy người ta bán mà hai cái loại giống khác nhau cho nên mi cũng mua luôn. Một cái á là yellow zucchini, còn cái này á là green zucchini. Cái này trong 99 cent thì bán, thì thấy nó cái cây nó rẻ hơn là ở Home Depot. Nếu mà các bạn mua được thì mình vào đó mình mua, nhưng mà hên xui rồi nha, có lúc có lúc không. Cái này á thì mi thấy nó ba cây vô cái chậu này nhiều quá nè. Ừ,
một cây thôi, mình lấy cây đẹp nhất nè. Cho thêm đất chút nữa. Mình cho hơi cao hơn mặt đất một chút cũng không sao. Đừng cho nhiều quá thì nó cũng úng thân ha. Mình muốn lên cao thì mình lên từ từ, chứ đừng có lên lần một cao quá. Mình bóp cái này ha, là tự động nó ra. Với cái đất nó, mình để đất nó ẩm ướt ha, nó cũng dễ lắm. Nếu các bạn muốn lấy cái cây này ra nè, thì mình trồng hai cây đi, rồi khi nào nó lớn một chút mình cắt cái cây nào nó yếu. Chứ mình đừng có để gị ra thì nó dễ cái động rễ á. Như cây này yếu mình mới cắt bỏ nè. Thường á, cái ở dưới cái lỗ này nè, mình cũng cho chút phân liền luôn cũng được, hoặc là sau này mình cho vô sau cũng được luôn. Thì như bây giờ cái cây nãy á, là mi cho xuống liền, rồi sau này mình cho phân. Còn như cây này, ví dụ như mình trồng dưới đất ha, thì các bạn đảo lỗ cho hơi sâu một chút rồi mình cho một chút phân vô liền. Garden thôn thì nếu mà các bạn cho này thì được organic luôn, nhưng mà cái số nó rất là nhẹ, là 344 này thì nó rất là nhẹ. Còn nếu phân này nha, phân này cho cây ăn trái luôn cũng được, hoặc là rau củ, cho bông, cho bầu bí đều được hết. Thì cái này thì phân hóa học, số là 14 14 14, nó gấp 4 lần cái mạnh, gấp 4 lần cái phân này luôn. Thì mới cho các bạn xem để biết ai muốn mạnh, trồng mạnh thì mình lấy cái này, còn ai muốn nhẹ nhẹ thì mình lấy cái này ha. Thì nếu cái này á, thì các bạn cho khoảng một muỗng canh nè, mình cho xuống cái gốc, xong á các bạn trộn lên, trộn lên xong rồi mình mới cho nó đừng có đụng rễ sớm quá, trộn đất lên rồi cái nó phủ đất một chút vậy nè, xong rồi mình mới cho cái này vô, để lên trên ha, không có đụng rễ ở đây liền, nhưng mà nó khi nó ra dài khoảng chừng 1-2 lóng tay nữa rồi nó mới tới phần phân, thì nó không có bị cháy rễ sau này. Còn vòng vòng xung quanh này thì lúc mình pha là mình có pha phân bò, phân gà được rồi đó, cho nên mình không có cần nữa. Nhưng mà nói chung cây zucchini này, cái bí ngòi này nó cũng cần phân, như là dưa leo rồi vậy đó, như mướp bầu rồi đó, nó cũng cần phân lắm. Nếu mà các bạn trồng ở trong chậu thì mình nên cho phân ở trên mặt, thì mình phủ một lớp ở trên mặt. Cái phân garden thôn này cũng được ha. Số là 344 thì mình rắc khoảng chừng 1 muỗng canh lên trên vòng vòng cái gốc á, xong rồi mỗi lần mình tưới á, nó rang chút một chút thì cũng là cách. Thì cái này khoảng chừng một tháng là mình cho vô một cái nữa vậy đó. Còn nếu mà các bạn dùng phân Osmocote này là phân hóa học thì cũng vậy luôn ha. Mình cũng rắc lên trên bề mặt của cái cây á, gần xung quanh cái gốc. Xong rồi là mình tưới nước, mỗi lần tưới là nó lên chút, nó tan ra, nó dính vô cái cây thì rất là tốt luôn. Và trong cái giai đoạn mà nó có bông trái á, thì mình cho thường hơn chút nữa. Thí dụ như khoảng chừng 3 tuần, mình cho phân này nè, khoảng chừng 3 tuần là mình đã cho vô rồi. Mình cho như ít, không có nhiều, nhưng mà mình cho thường xuyên. Cái này cũng được nha các bạn. Cái này là số là 463. Số 6 là phosphorus á, là số mà bông trái đồ mạnh á, là mình cho cái này cũng rất là tốt luôn. Này là tập trung về bông. Rồi xong rồi mình tưới nó lên.
mình tưới cho nó đậm luôn ha. Đây là cái wood chip đó các bạn. Thì cái này mi xài là cedar. Mình cho phủ lên mặt bề mặt luôn nha. Cho nó giữ ẩm mà. Cái này thì trời nóng thì nó làm cho mát lại cái gốc bớt, còn trời lạnh thì nó cũng làm cho ít cái lạnh cây hơn thì nó tốt, nhưng mà ngược lại thì nếu mà mình để lâu ngày á, lỡ mà có nấm bệnh gì á thì cái cây mình nó cũng dễ bị nấm bệnh. Nhưng mà nói chung thì cái này thì mình trồng cũng ngắn hạn cho nên không có đến nỗi. Cái này nó mau thu hoạch lắm. Với cái cedar này á, nó được có cái mùi á, mấy cái con pets, mấy con mà mình không thích á, nó không có đến. Cái này xong rồi mình tưới như vậy, rồi tới ngày mai lại á, tưới còn hả tưới lại nữa. À, bây giờ mới sang chậu thì mình để chỗ mát ngày cũng được, rồi ngày mai thì để chỗ nắng. Cây này thì cần nắng nha. Đây là hai cái loại giống mà của mi trồng, mà thường ở ngoài thị trường cũng bán hai loại giống này thì nhiều. Và cái ngày thu hoạch của nó từ lúc mà mình gieo hạt luôn các bạn là khoảng 48 ngày trở lên là mình thu hoạch luôn á, là có trái ăn từ từ rồi đó. Rất là nhanh ha, cho nên mình trồng cái này có ăn sớm. Hôm nay mi thấy nó có lú ra cái nụ rồi các bạn ơi, chuẩn bị có trái rồi đó. Các bạn nhìn, nếu như mà mình thấy cái trắng trắng như vậy nè thì là bình thường của cái cây zucchini. Nhưng mà có một cái loại bệnh trắng lá nó cũng giống như vậy nha. Thì nếu như mà mình thấy như vậy thì mình phải coi ở dưới đây nè, nếu mà nó bị luôn á là mình bị bệnh đốm trắng lá. Còn cái cây này thì nó có chút chút vậy là bình thường. Có cây không có, có cây có nha. Lúc mà nó còn nhỏ như vậy nè, một ngày các bạn tưới 2 lần, buổi sáng sớm với buổi xế xế chút là mình tưới, đừng có để chiều tối quá, nhưng mà xế xế là mình tưới cho nó mới đủ nước. Tại vì cây này á, nó thích tưới xong thì cũng khô ráo nhưng mà nó thích nước lắm, khô mà mình tưới vô liền là nó rất là thích luôn. Cho nên mình cũng canh mình tưới thường chút, mình đừng có tưới vô cái lá, mình tưới vô cái thân này là không sao hết trơn á. Hai cây vô chung nè, mình phải cắt bỏ một cây chứ để như vậy á, vừa rồi mình để coi cây nào mà khỏe đó mình lấy, mà bây giờ thấy hai cây, cây nào cũng khỏe hết trơn. giờ mình cắt một cây bỏ, giờ mình lấy ra cũng được, mà lấy ra nó dễ động rễ á. Thôi đi, mình cắt đi, mình cắt cây bên đây đi ha. Cây bên này cũng đang có bông lú lú nè, bên này cũng đang có nữa. Trời ơi, dễ thương quá. Sorry nha. Nếu mà các bạn trồng mà lỡ trồng dưới đất mà nhiệt độ ở vùng của bạn mà còn lạnh quá đó là mình lấy đồ mình trùm lại nha. Cái bụi này, cái này cây lớn cây nhỏ thì mình cắt cái cây nhỏ được. Giờ bắt đầu là nó có bông rồi các bạn ơi. Cây bên đây á thì mình thấy bỏ tội nghiệp thôi, mình nó xa mình để luôn đi ha. Hai cái chậu này là mình để 2 cây nè. Đi cho các bạn xem cái chậu bên này về bông đực với bông cái. Bên này là bông đực nè, bông đực cái thân nó dài xuống, nó không có cái trái. Chết cha rồi, sao bông đực không à. Quá chừng bông ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái này bông cái nè. Đây bông cái có cái trái nè các bạn. Cái trái đây nè ha, nó mập. Nó mập, còn cái bông đực nè, nó thon, nó ốm à.
cái bông đực luôn. Rồi bông đực nhiều quá chừng luôn á. Các bạn thấy thương không? Nó ra một lần là nó ra một cái nùi. 5 7 nụ quá chừng trong đây nè, thấy không? À, thấy thương ghê luôn á. Cái đây á là một gốc này là ba cái cây. Đúng ra là mình cắt mấy cây mà mình trồng khít quá, dù như 2 cây gần nhau hoặc 3 cây gần nhau thì thường là nó dễ bị ốm hơn là mỗi cái chậu là một cây, còn không là cách khoảng rất là xa, khoảng chừng 3-4 gang tay một cây vậy đó thì nó mới tốt, tại cái tàn nó cũng rất là rộng á. Không lấy khiêu thiếp cũng được, mình lấy cái ngón tay mình chạm vô cái bông bông đực ha, cho nó dính cái vị vàng vàng, cái mình chấm qua cái bông cái luôn. Rồi chắc chắn là em có trái rồi đó, không biết lớn nhỏ thì tùy mình săn sóc. Giờ là 10 giờ sáng cho nên nó cũng nở bông ra. Cái bông này khi mà nó, nếu mà mình không cần nhiều á, mình cắt bông mình đem đi luộc sơ lên mình ăn cũng ngon lắm. Và lúc mà đang có bông á, có trái rồi á, là các bạn thấy những cái trái nào mà dù nó mới ra mà mình cảm thấy mình muốn ăn á, là mình cứ cắt đi, để cho nó không có dinh dưỡng vô cái trái đó nữa, nó mới qua cái trái khác, cái bông khác, mà nó tập trung vô cái trái khác, bông khác liền. Chứ đừng có để dưỡng cho nó già luôn là trễ. Đừng có để cho nó già. Còn mình muốn để giống hay gì là mình cũng để giống sao. Còn lúc đầu là mình cứ thu hoạch ăn, mà cái cây này cái trái nó ra liên tục. Cho nên các bạn mà cần ăn thường thì cứ cắt thường non non chút, mình ăn càng ngon mà cái cây càng khỏe, nó tập trung vô, nó ra vô những cái bông khác. Còn nếu thấy bông đực nhiều quá thì mình cũng cắt bông đực bớt, mình chừa chừng 1-2 bông thôi. Nếu mà đang cần có thụ phấn á, chừa chừng 1-2 bông thôi, rồi còn nhiều bông là mình cắt hết thì nó sẽ không có nuôi nhiều. Còn những cái lá nào lỡ nó có hư, nó vàng á, là mình cũng ngắt những cái lá đó bỏ liền, mình cắt sát gốc luôn cũng được vậy đó. Hay là mình cắt ở trên đỉnh của cái lá thôi, mình chừa nguyên cái thân cũng được luôn, để mình tránh nấm bệnh. Trái nó thòng xuống đây thấy thương không? Đang trái cũng dài. Trái này là hầu như mình thấy mọi dài mỗi ngày luôn các bạn ơi. Rất là nhanh luôn. Rồi nó cũng tiếp tục có nụ, tiếp tục ra bông, ra trái tiếp. Cái này là bông bông đực nè, không có cái trái là bông đực. Bây giờ mình chấm bông tiếp, sáng nào cũng phải canh chừng. Rồi mình chấm vô đây ha. Vậy là xong. Bên đây trái nữa nè. Cái bông cái nó đậu rồi, cái bông cái nó rớt nè. Thì lúc này là mỗi ngày là mình mỗi tưới nó đó. Nếu mình nắng nhiều, cây này mình để chỗ nắng các bạn ha. Nếu mà những cái cây nào mà nó lỡ có nấm bệnh á, nhất là đốm trắng lá nó dễ xảy ra với cây này. Thì mình thấy cái lá mà trắng đầy hết luôn á, những cái nấm bệnh rồi dưới lá rồi đó, thì bạn đem cái cây đi ra chỗ khác liền. Đừng có cho nó ở gần là nó sẽ lây qua những cây kia, là mình sẽ bị nguyên một cái đám bị hết là uổng lắm ha. Cho nên mình trồng trong chậu riêng á, là nó cũng lợi, là cây nào bệnh mình lấy riêng cái chậu đó đi ra chỗ khác liền thì nó không có lây. Mình bắt đầu mình dưỡng riêng nó một chỗ, mình đừng có đụng tới những cây khác. Và bạn cũng đừng có quên là mình pha khoảng chừng 1 muỗng canh muối Epsom salt với 4 lít nước. Mình pha trong cái bình khoảng chừng 1 tháng, mình xịt sơ trong cái lá một cái với nguyên cái thân luôn. Mình xịt sơ vậy đó thì nó cũng ngừa nấm bệnh cho cái cây, mình xịt giáp cái cây hết luôn, vừa bông vừa trái vừa gì hết luôn. Mình xịt hết trên từ trên xuống dưới luôn, tháng một lần để mình ngừa luôn nấm bệnh. Còn nếu mình
không có thấy bệnh thì thôi cũng được, nhưng mà nếu mà có thấy bệnh rồi là mình phải xịt vô liền, chứ không là nó nhiều ra là mệt lắm luôn á, là cái cây mình mất sức á, là trái nó không có được lớn nhiều. Mới chúc cho các bạn trồng luôn được tốt nha. Các bạn nhớ là cái cây này nếu mà phân đầy đủ, nước đầy đủ là nó sẽ ra trái rất là nhiều và rất là to. Nhưng mà thường thì mình nên bón organic vô cây, là phân hữu cơ, để cho mình ăn được cái trái nó ngon nha các bạn. Đừng có xài phân hóa học. Mi chúc cho các bạn trồng luôn được tốt. Hẹn các bạn ở nhiều video khác về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản của Mi nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.